Xin chào mọi người à, hôm nay mình lại làm cái video nữa cái này là cái thứ hai trong ngày nha mọi người nha hồi sáng mình mới làm xong rồi livestream à, bây giờ mình lại sẽ chia sẻ xíu thông tin về những cái coin mà các bạn chắc cũng đang chờ xem các bạn bây giờ rất là lo, cũng lo lắng là Shiba inu tại sao cứ lên rồi lại rớt xuống lên rồi lại rớt xuống thì mình đã có chia sẻ với các bạn rồi nếu như các bạn nào mà xem cái video của mình à, à, kỹ á, thì chắc cũng hiểu được phần nào à, mình giải thích lại với cho mấy bạn biết là si bay new á à, bây giờ thì có nhiều lời nhiều cái tin đồn à, tốt tin đồn xấu à, về si new thì à, theo mình nhận định á thì cái si new á à, các bạn thấy là những cái lúc mà người ta mua vào á như cái ngày hôm nay đi mấy bạn thấy cái số lượng mua vào cũng rất là cao mà không phải mà mua à, lít nhít à, lý nhí mà mua nhiều nha cứ mỗi lần có người mua là có người bán mua nó lên là có người bán trong một cái thời gian ngắn thật chỉ vài à, vài phút thôi nha cứ có mua lên là có sẽ có xuống cứ mua là xuống mua là xuống thì theo mình coi cái cái biểu đồ á thì à, Mấy bạn muốn coi rõ mấy bạn kéo nó vào cái khoảng 8 giờ đến 6 giờ nha. Thì mấy bạn thấy rất là rõ. À, như bây giờ nè, có một một người đó là mua vô cái số lượng à, rất là lớn à, trong thời gian giống như là 419 nó lên tới 424 nha. Thì các bạn thấy cái biểu đồ lên cao. Và trước khi đó thì mấy bạn thấy cái biểu đồ mấy bạn kéo mấy bạn thấy á, là cứ có ai mua vào một trong cái thời gian đó mua số lượng lớn rồi bỗng nhiên có người mua rất là có số lượng cao khoảng chừng 800 triệu à, à, 800 triệu cho đến 3 tỷ Shiba New thì nó, nó bắt đầu nó lại rớt xuống có người bán ra nếu các bạn xem biểu đồ như vậy các bạn thấy nó sống chứ không phải là nó cái biểu đồ chết cái biểu đồ chết là khi mà nó rớt xuống rồi đó là nó không có lên nhiều mà nó chỉ xuống từ 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 nó xuống nhiều lắm À, như là hồi bữa mình đã thấy trong cái à, à, vài ngày trước á, các bạn thấy một, công, một lúc nào đó các bạn thấy một số người mua rất là nhiều một lần một xong rồi có nhiều người bán ra từ 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 thì những cái số lượng bán ra đó là những cái người à, à, lo lắng là sẽ lỗ nên người ta chốt lỗ thì người ta sẽ bán ra hay là những người đã có một số lợi ích khi họ mua vào thấp thì họ bắt đầu họ bán ra mà cái số lượng nhỏ mà bán rất là nhiều rồi xong đó mấy bạn thấy có những cái 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 gạch cái biểu đồ nó lên cao thật là cao so với một cái gạch nó lên cao bằng với khoảng chừng 20 đến 130 người bán ra mỗi lúc và để nó cân bằng lại cái giá của CB New thì các bạn thấy rất là rõ người mua vào người bán ra thì cái nhóm bán ra thì mình nói với bạn là nhóm thứ tư á là cái nhóm đó là cái nhóm đa số là trong cái nhóm thứ ba và mình nhắc là mấy bạn biết là cái nhóm thứ ba là cái nhóm đã làm cho cái market cap của Shiba Inu cao hơn Dogecoin ngoài 40 tỷ thì cái nhóm đó có một cái phần quan trọng là làm cho cái market cap nó tăng lên như vậy thì các bạn cứ biết rồi mỗi lần mà cái người người ta mua vào số lượng lớn và người ta bán đi thì sau đó sẽ mang Shiba đi vào một cái bước mới là cái gas fee cái tiền tiền phí á uh, nó cao thì cái đó nó có thể đốt cbi new và mỗi lần nó swap thì sẽ đốt cbi new trên uh, cbi swap. Thì cứ mỗi lần nó nó nhiều người bán ra vậy đến một lúc nào đó lại có một người khoảng chừng vài tiếng sau có người mua rất là nhiều. Thì các bạn cũng hiểu là có một những cái người có những cái cái người cầm cái ví lớn đang điều chỉnh cái hệ sinh thái của cbi new kế okay, cho supply new nó không có bị uh, thẳng hàng nha không có bị uh, đứng cái kiểu mà nó chỉ có người bán ra nó cứ từ 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 uh, người ta chỉnh nó để cho nó không có bị rớt nhiều cũng không có lên nhiều khi mà có số lượng người mà mua vô mấy bạn thấy số lượng người mua vô á mấy uh, các bạn thấy rất là rõ cái số lượng người mua vô á là cái số nó mua lớn chứ không có mua ít mà cái số bán ra thì bán từ từ những số bán nhỏ thì theo mình thấy mình mình cũng không có lo lắng nha mọi người cũng bình thường thôi những cái điều xấu người ta nói là Shiba new nó không có giá trị riêng nó chỉ là cái mimi coins nói chung thì những cái nhà mà, những cái người không đầu tư mà họ không có thích cái Shiba new hay là họ có Shiba New họ cố ý họ nói như vậy để cho giá Shiba Inu nó như thế nào để họ có thể họ tiếp tục đầu tư à, thì các bạn cũng biết rồi những cái người nhà đầu tư lớn người ta không bao giờ người ta mở miệng người ta nói là người ta có đầu tư nhiều về một cái coin nào đó hay là người ta không có muốn những người khác biết rồi họ có cái gì kể cả ông Elon Musk ok thì theo mình á những cái dự án của Shiba New khi mà nó thành công uh, như là Newegg uh, và AMC Những cái uh, cái news nói là họ sẽ sử dụng CPI New Để dùng đồng tiền thanh toán uh, trên uh, cái trang uh, mạng của họ Thì như hồi nãy có bạn mới gửi cho mình cái tin nhắn đó uh, Nói là ông uh, Jordan um, Belfort có nói là Shiba Inu và Dogecoin chỉ là cái coin rác này kia Ông đó ngày xưa ổng làm trên cái phố Wall làm về cổ phiếu Ổng là một tội phạm ngày xưa Ông đó là một trong những cái tội phạm mà làm cổ phiếu khống để đẩy giá cổ phiếu lên Để cho cái thị trường nó biến động để ổng kiếm tiền Thì sau đó ổng bị bắt và sau này ông nổi tiếng là vì bây giờ ông là cái người um, giống như um, không biết nói sao ta à, cái người giống như là giải thích những cái uh, phương diện phân tích những phương diện uh, đầu tư uh, cổ phiếu như thế nào thì mình nói cho các bạn biết luôn là cổ phiếu và đi <laughs> uh, 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 digital currency nó completely different hai cái nó đều khác nhau không giống nhau được nha thì ổng có nói gì thì ổng nói Thì mình cũng nghe như vậy thôi Như bạn đó có gửi cho mình cái link thì mình xem à, Thì mình cũng giải thích cho các bạn biết à, Thì tất nhiên có thể là Ổng có nhiều ADA Và XRP Rồi nói như vậy để cho sợ Hai cái coin này nó lên nó sẽ à, Đi qua khỏi cái market cap của hai cái coin đó Tại vì cái tiềm năng của hai cái coin này Rất là cao, nhất là Shiba New à, Tiềm năng nó cao lắm Có thể nó nó có thể nó lên vượt trên 3 cấp của những cái market cap khác để uh, lọt vào hàng top 7 của uh, 10 coin uh, có giá trị nhất trong cái thị trường của cryptocurrency okay. Cái này là một cái coin nó chỉ đáng giá 1/ phần 10.000 của một xu à, Một phần 100.000 của một xu chứ đúng không? Uhm, một phần 10.000, đúng rồi một phần 10.000 uh, của một xu Mà nó có thể nó đứng trên top 10, uh, top 9, đã từng làm top 9 những cái coin có giá trị nhất trên thị trường cryptocurrency thì cái coin này không phải là meme coin, không có cái meme coin nào mà nó có thể nó đạt vào top 9 của cái thị trường cryptocurrency được hết. À, cũng như cổ phiếu thôi nha mọi người. Những một trong những cổ phiếu mà đứng đầu thị trường, thì những cái cổ phiếu mà cổ phiếu rác á, nó không thể nào mà nó có leo lên được đứng một trong 10 cái cổ phiếu có giá trị nhất thị trường hiện nay, không thể nào được. Cái điều đó không thể nào xảy ra. Chỉ có cái đồng cổ phiếu có giá trị thực sự nó mới có thể đứng vào top 10 trên thị trường này thôi. Và rất là khó rớt xuống. Nếu các bạn biết về cổ phiếu thì các bạn à, đã hiểu cái điều mình đang nói là nói à, như thế nào. Cổ phiếu không bao giờ có thể nào rất là khó để rớt xuống um, một hai hạng nha. Thì cái coin nó cũng như vậy thôi. Các bạn biết những cái coin đã đứng top 10 uh, của um, uh, Cryptocurrency nó rớt sâu lắm rồi đứng hạng 18 thôi chứ không thể nào chở về số 0 để rớt lại số hàng 5.000 hết trơn. It's impossible. Ok, không thể nào được. Với lại cái 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 người mà holding new bây giờ là hơn một triệu người lận. Nha. Rồi những cái những cái dự án của New rộng lớn lắm mọi người, rất là rộng bây giờ mình ngồi đây mình chỉ chờ cho những cái dự án nó thành công và nó có thể nó tiến vào một cái lĩnh vực mới để bắt đầu đánh đổ thêm hai ba ngôi nữa để lên top 7 hoặc top 8 trong cái top 10 của thị trường cryptocurrency ok thì như mình biết thì như mình đã chia sẻ với mọi người thì mọi người cũng biết và chính mình cũng biết là cái bên New Wave với lại bên AMC. Bây giờ nếu như mà cái tin đồn đó là không có thật đó, nó thất thiệt đó, thì New Wave với lại AMC đã đến chính rồi là họ sẽ không bao giờ chấp nhận C3. Họ là những tập đoàn, một trong những tập đoàn lớn nhất của thế giới. Nếu như có một cái thông tin nào không có thật nhờ một trong những cái thông tin nào nó không có có lợi cho công ty của họ và một cái điều gian dối họ sẽ phân trần ngay lập tức họ không thể nào họ để những cái thông tin uh, uh, hữu thiệt đó tồn tại ở trên thị trường được họ phải đến chính cái người CEO của, của hay là người CEO hay là tại lắm cũng phải director sẽ đến chính là họ chưa bao giờ họ chưa bao giờ họ nói họ sẽ liên kết sử dụng cba new để làm cái đồng tiền thành phương tiện thanh toán của họ trên mạng chưa bao giờ nếu như hai công ty lớn đó mà họ à, họ biết à, cba new à, mọi người nói như vậy chỉ là một cái tin đồn thất thiệt thì họ đã đến chính với thị trường và nói cho thị trường biết họ sẽ cái việc này không bao giờ xảy ra bởi vì chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện À, với uh, Siba um, New Creator, ok, uh, developer á. chưa bao giờ nói chuyện với người ấy về cái việc sử dụng Siba New uh, để dùng cái đồng tiền thanh toán của mình, ok, như vậy thì uh, những cái gì uh, mà cái ông uh, uh, Jordan Jordan Belfort nói á là thất thiệt, À, ông nói là phải chờ cho lực pháp đi vào để uh, ngăn chặn những cái tin đồn thất thiệt này uh, để có thể hại đến những nhà đầu tư khác nhưng mà thật ra là ông đang đặt chuyện để nói thôi chứ thực tế ra thì nếu như cái tin đó thất thiệt thì cbuy new đã bị um, Newegg và um, amc đã truyền thông tin nói là họ chưa bao giờ có cái ý nghĩ là sử dụng cbuy lâu rồi chứ không phải ngay bây giờ à, thì mình cũng mong là những cái việc này xảy ra à, nó nhanh hơn à, nó tốt hơn mình muốn những cái dự án của new này thành công nhanh chừng nào tốt chừng nãy mình biết mọi người đang rất là lo lắng nhưng mà mình nói cho mọi người nghe đầu tư á mình không có kiên nhẫn mà mình có thể mình bị lung lay bởi những cái thông tin mà mình chính mình không xác thực được cái đó là thông tin tốt hay là thông tin xấu thì mình cũng không biết nói với mấy bạn là à, phải giải thích cho các bạn là phải như thế nào mới đúng được bây giờ mấy bạn đầu tư mà mấy bạn à, một bên đó thì mấy bạn nghe mình nói mình giải thích cho các bạn nghe một bên đó thì các bạn lại nghe thông tin của những người khác các bạn không có vững tâm các bạn đầu tư mà không có nhất quyết không có vững tâm thì làm sao thành công được và mình nói trước mấy bạn cũng không nên tin mình nếu như các bạn thấy những thông tin khác nó có giá trị hơn à, hay là cái cách tìm hiểu của các bạn nó khác với cái cách suy nghĩ hay là những cái lời nói của cho này các bạn cứ làm theo ý của mình nha đừng nghe lời mình tại vì mình cũng như các bạn là cái người đầu tư thôi mình chia sẻ thông tin ok à, thì mình biết cũng có nhiều bạn không có đồng ý kiến với mình về những cái việc mình chia sẻ thì cũng tùy họ thôi nhưng mà nếu như họ cảm thấy mà những cái đợi những cái thông tin hay là những cái mà họ có thể chia sẻ giúp cộng đồng được thì họ nên làm chứ đừng có à, nói mình như thế nào bởi vì mình chỉ là cái người chia sẻ thông tin với mọi người thôi chứ mình cũng không hại ai quà cáp mình cũng không nhận à, tiền của youtube thì mình cũng gửi lại cho các bạn mình là cái người làm video chia sẻ thông tin để theo mình nghĩ thì có thể à, nếu như mình chiến thắng được mình kiếm tiền được thì các bạn cũng kiếm được. À, với lại nếu những thông tin của cha này nó hữu thực nó tốt thì mình cũng muốn mọi người chia sẻ với người khác để cho những người khác cũng có cơ hội như các bạn và các bạn cũng có thể giúp được ở những người khác để có một cái à, à, cái tìm hiểu thêm về cái thị trường này để họ có một cái à, cái tư duy tốt hơn cho người việt nam của mình à, để mình có một cái dấu chân vững chắc ở trên thị trường này để mình có thể theo kịp à, với những cái nước tiến bộ khác à, mình chia sẻ với không có lợi ích gì cả cái này mình nói thật với mọi người luôn nha những cái thông tin mình chia sẻ với các bạn à, nếu như các bạn thấy nó đúng các các bạn có tiền mua cũng không được những thông tin mà nếu như mình tìm hiểu thời gian lâu á chia sẻ với các bạn mà theo các bạn nó đúng á các bạn có tiền các bạn cũng không thể nào mua được mình làm cái thông tin cái kênh của mình thông tin chia sẻ cho các bạn là mình không có uh, đòi hỏi bất kỳ ở cái gì ở những cái ở các bạn ở những bạn đang xem video của mình mình chưa giờ mình đòi hỏi bất kỳ gì và những cái á, mà các bạn hỏi mình á, mà mình chưa xem cái video của mình á, mà hỏi thì mình sẽ không trả lời tại vì mình tốn rất nhiều thời gian để làm cái video mình làm cho các bạn cái thứ nhất cái thứ hai nữa đó những bạn nào không biết hỏi mình và mình nhìn cái câu hỏi và cái cách họ nói chuyện mình có thể biết được họ đã xem video hay chưa mình sẵn sàng mình bỏ ra hàng giờ liền nếu bạn nào đã từng được cho này gọi điện thoại giúp và sẵn sàng bỏ ra cả tiếng đồng hồ để giải thích cho họ thì các bạn có thể comment lên video này cho những người khác biết được là mình rất là tôn trọng các bạn khác khi đã bỏ thời gian xem video và tìm hiểu không hiểu thì mình sẽ gọi là mình giúp mặc dù mấy bạn đầu tư chỉ 5 đến 15 triệu tiền Việt Nam thôi và có bạn đầu tư trên 100.000 tiền đô mình vẫn giải thích và tư vấn họ vẫn bình thường không có xem nhẹ xem trọng ai hết bởi vì họ tốn rất nhiều thời gian để xem video của mình và họ không hiểu và họ nói chuyện họ nhắn tin là mình biết họ đã xem video rồi chứ mà không phải những bạn chỉ xem cái chủ đề video rồi mấy bạn đi vào đó comment à, là cho nó lại cho nó tiện cho các bạn. Mình không trả lời những bạn đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, những cái mà giải thích mua coin hay là cái cách sử dụng và mua bán như thế nào á. Rồi cái thị trường ra sao, các bạn muốn đi học cái đó đó, mình nói thật luôn nha. Ở bên này á, một ngày các bạn muốn học cái đó, cái người lấy tiền rẻ nhất là 350 đô một ngày. Có thể lên đến 800 đô cho một section Ok Còn các bạn không thông minh thì sẽ tốn nhiều tiền hơn Cái này là một sự thật Còn mình mình sẵn sàng mình chỉ các bạn hết Không có đòi hỏi bất kỳ gì Tại vì mình rất là tôn trọng các bạn Và mình muốn các bạn tiến bộ hơn Để hiểu thị trường này hơn Để chúng ta trong một cái ngôi nhà Trong cái 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 kênh của Johnny á là chúng ta lúc nào cũng sẽ gắn bó để tìm hiểu và giúp đỡ lẫn nhau để cho người việt của chúng ta có thể đầu tư thành công hơn trong lĩnh vực cryptocurrency ok à, thì bây giờ á, mình nói như vậy rồi các bạn cũng hiểu à, cái ý của mình như thế nào rồi nha à, mình không có xem trọng hay là xem nhẹ ai hết nhưng mà thực tế ra để tìm hiểu những thông tin và à, nói cái thị trường nó như thế nào trong tương lai À, nó lên nó xuống như thế nào và cái giá trị của đồng coin như thế nào tìm rất là mệt mọi người nha à, không phải chỉ nhìn cái cái chart rồi đoán được cái thị trường này không thể nào đoán được mình phải biết tính toán mình phải biết à, cái cái cap nó như thế nào mình biết cái số lượng bán ra bán vô như thế nào những cái ví lớn họ đang làm gì rồi mình phải làm một cái bài toán để phân chia có độ phân giải trung bình cho cái giá của nó trong tương lai. Rất là khó mà người chứ không phải nhìn cái chart xong rồi. Tôi đón cho mọi người, nghe, mọi người nghe đâu nha. Bởi vậy nên các bạn không có xem hết video của mình á. Hỏi mình không bao giờ mình trả lời nữa. Tại vì mình tôn trọng các bạn mà các bạn không có tôn trọng thời gian của mình. Thì mình sẽ không trả lời những tin nhắn đó. Cái này cái này là thật lòng nha mọi người nha. Mình không có À, phải là bây giờ có nhiều người xem video rồi mình à, à, phớt lờ những cái tin nhắn của các bạn à, mình thấy các bạn à, đang phụ thuộc vào mình nhiều quá không tốt các bạn phải tự đầu tư thì các bạn phải nên biết thêm một tí xíu để khi mà xem thông tin của mình rồi các bạn biết các bạn đang ở đâu và làm cái gì để các bạn có một cái quyết định đúng đắn hơn đừng có hỏi mình khi nào bán khi nào mua mình không trả lời đâu cái đó tiền các bạn muốn làm gì làm nha mình chỉ chia sẻ thông tin thôi còn bây giờ cái về cuối năm nay thì hồi nãy mình xem thông tin à, thì nói cho mọi người biết cái coin hồi bữa mình nói với các bạn nó vẫn còn tiềm năng à, và có thể nó sẽ bộc phát bất kỳ lúc nào à, bây giờ nó nó mới ra đây thôi không có lâu à, hình như là 4 tháng hơn thôi bởi vậy nên cái coin này á, à, cái tiềm năng nó cũng còn rất là cao nhưng mà mình chưa có biết được là khi nào bây giờ nó lên hình như là 19.000% nhưng mà thực tế cái coin này vẫn còn giá trị rất là lớn cái đó là the rise ok b i t r i s e ok thì cái rise thì hồi bữa mình đã chia sẻ với các bạn rồi à, mình mới mua thêm một ít nữa và mình thêm, mình đang suy nghĩ mình sẽ mua thêm nữa à, tại vì nó đã lên gấp đôi hồi tuần rồi như mình nói với các bạn đó thì mình có lấy ra rồi thì mình có chia sẻ với các bạn cho các bạn thấy mình lời gấp đôi trong vòng 3 ngày thôi thì bây giờ mình nó đang xuống thì mình lại trở lại mình nuôi gà để trứng nữa còn một cái coin nữa là đang xuống rất là nhanh không phải xuống nhanh mà xuống dài dài, không lên được mà nó là một trong những top 10 coin trên cái market này cái đó là ADA theo mình nghĩ trong cuối năm nay ADA sẽ lên lại một tí nha mọi người có thể sẽ lên lại hai đồng một đến hai đồng hai à, bây giờ xem giá nó mình cũng xem không được mọi người cái chốt của nó toàn là rớt mà cái số lượng người mua vào lúc nào cũng nhỏ hơn số lượng người bán ra ok ví dụ như là có người bán ra một à, ngàn coin thì cái người mua vô chỉ có 650 đến 700 coin thôi mà nói ví dụ cái số lượng như cho các bạn dễ hiểu bởi vậy nên cái giá nó cứ xuống từ 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 À, mình nghĩ là nó sẽ không xuống dưới một đồng à, một à, một đồng 40 đâu mọi người thì à, mình nghĩ là nó không có còn rớt sâu nữa à, sau này nó sẽ lên lại trong cuối năm nay thì nếu mà nó lên mà hai đồng hay là hai đồng 20 á thì nó cũng lên được 30 đến phần trăm và những cái coin cái coin này là một trong những cái top coin uh, top 10 coin của cryptocurrency Market thì khi nó lên rồi các bạn có thể chốt lời nha à, rồi hai cái coin nữa Ờ à, một cái coin nữa cái đó là à, Solana S O L cái coin đó thì nó hơi mắc à, với túi tiền các bạn Việt Nam nhưng các nhà đầu tư lớn các bạn nào đầu tư khoảng chừng 20 đến 30 ngàn đô à, hay là trên 50 ngàn thì cái này cũng có một cái tiềm năng à, bây giờ là 230-240 gì đó Um, mình không có rảnh mình xem hết luôn mọi người nha Nhưng mà nhà, những cái thông tin mình đọc được á Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở đây à, Nó có thể nó lên đến um, 206 207 Có thể lên trên Tí nữa Thì nếu các bạn đầu tư cái đó Thì số tiền lớn thì các bạn có thể lợi nhận 10 đến 20% Nói thì cái số nghe ít Cho đầu tư coin đúng không mọi người Tại tiền gas fee rất là cao nhưng mà nếu nó lên được 15% thì các bạn có thể lợi nhuận uh, các bạn các bạn bỏ ra 50 000 thì các bạn sẽ được lợi được nhận được khoảng chừng 10 10 000 chưa được 10 000 đúng không? 15% thì khoảng chừng uh, 7 000 7 000 nếu các bạn ở trong một trong những sàn kia mà các bạn swap nó qua như ở trong crypto các bạn swap qua CRO á, à, hay là fiat thì các bạn có thể trả 3% tiền fee thì cũng có lợi nhuận nhưng mà một trong những ba khoi này ba coi này người ta nói là sẽ lên trong tháng tháng 12 này và tháng 1 thì cái này mình chia sẻ cho các bạn biết thôi còn cái bitrise là có thể nó lên cao hơn nha mọi người nha cái bitrise có thể lên hai trăm phần trăm trong thời gian tới Hồi bữa giờ nó cứ lên xuống ba mươi bốn mươi phần trăm rất là bình thường mà bữa nó lên đến 50% phần trăm luôn á nha mọi người 47% phần trăm trong vòng một ngày á thì uh, mình không có bán ra mình không giữ lại thì nó xuống rồi bây giờ nó lại lên tí nữa nha thì uh, mọi người có đầu tư thì mình nghĩ cái BitRise sẽ ok giá cả cũng còn phải chăng lắm nha còn cái um, cái um, allen coin á mình nghĩ là trong tháng cuối tháng 12 này nó sẽ bắt đầu nó phải đi lên Thời bữa nhìn rớt nhiều lắm mà từ 23 mà nó rớt 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 hoài xuống nó lên lại được 21 Xong rồi lại rớt rớt hoài xuống đến 12, 13 luôn à, Mình nghĩ là nó có thể nó chắc chuẩn bị nó biển lên lên Mình sẽ bán nó ra khi lên đến 30 nha mọi người keo lần Coin đó Còn cái Baby Doge Coin thì nó lên từ cái lúc nó ra đến bây giờ thì nó lên rất là nhiều lần rồi À, nhưng mà tiềm năng nó vẫn còn thì mình nghĩ là trong một cái thời gian tới này khoảng chừng tháng 3 tháng 4 á, thì nó có thể um, sẽ bắt đầu vực dậy và nó lên nhanh hơn. À, theo tính toán cái cái của cái cái market của Baby Doge Coin á, mọi người, mọi người không biết chứ rất là nhiều người mua ra mua vào. Nhưng mà có cái cái người mua ra với bán vào nó gần bằng cái số lượng bởi vì nó không có tăng tăng trưởng, nó rớt nó rớt rất ít tại vì cái tiền gas fees cái số mua vào bán ra nó nó gần như tương đương nhà cái số bán bán ra thì nó nhiều hơn cái mua vào một tí thôi chứ không có nhiều nhà thì nó cứ rớt rớt để tới bởi vì cái cái gas phi đó à, thì mình chỉ chờ cho nhiều, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đi vào rồi thì cái baby dogecoin sẽ lên hơn ok mình chia sẻ với các bạn cái video này về cái Shiba new và và những cái coin có tiềm năng một tí trong cái thời gian cuối năm nay và đầu năm sau thì nếu như các bạn um, có đầu tư thì đầu tư à, các bạn cũng đừng hỏi mình những cái coin khác nhưng mình không trả lời như các bạn mình không có đủ thời gian à, với lại nói thật với các bạn luôn á là không thể nào đáp ứng làm những cái coin các bạn làm một cái video được nha mình làm video làm chung cho tất cả mọi người cái nhất cái thứ hai nữa là à, mỗi cái video mình làm ra đó có nhiều người không có xem hết xem tí xíu xong đi ra không có nghe mình giải thích rõ ràng gì hết trơn á cứ kêu mình xem chủ đề chính chủ đề chính đối với mấy bạn đó là giá nó lên như thế nào là đi ra nhưng mà thật ra chủ đề chính trong video cho này làm là những cái cho này giải thích cái giá nó lên nó xuống như thế nào thị trường ra sao thì mình giải thích cho các bạn nghe các bạn mới hiểu được chứ nói về cái giá thôi ôm mình nghĩ tuần sau nó sẽ lên nhiêu đó xuống nhiêu đó các bạn không có rồi mình không có giải thích các bạn biết lý do tại sao nó có thể lên thì trong khi mình giải thích cái đó là một trong những vấn đề chính của cái video là các bạn có thể suy nghĩ là ồ oh, ảnh có thể nói lên như vậy nhưng mà cái vấn đề cái việc đó phải xảy ra nó mới có thể lên giá như vậy được à, thì các bạn sẽ suy nghĩ lại trước khi mua còn không mấy bạn chỉ nghe đến cái việc là ồ oh, anh cho anh này hay là bạn cho này nói lên đến giá đó một cái là chỉ biết lên nghe tới đó thôi là nghĩ là sau cuối không có gì nữa hết trơn thì chạy ra mua liền không được mấy bạn đầu tư kinh doanh mình đã cho thông tin các bạn không có tốn một cái xu nào hết các bạn chỉ tốn tí xíu thời gian để xem thôi để giúp cho các bạn được một cái à, à, cái kinh nghiệm thêm mà các bạn không cần tốn công phải tìm hiểu mà các bạn không xem hết nổi cái video nữa cái video của mình mà khi mà mình làm á các bạn mà xem hết á, các bạn có thể đỡ tốn 2-3 ngày để các bạn phải đi tìm hiểu cái thông tin mà mình nói cho các bạn nghe. Và còn giá cả thì các bạn không thể nào tìm hiểu cái giá nó được, rất là khó. Cái này mà không phải mình nói mình giỏi gì hết trơn á, nhưng mà khi mình chia sẻ với các bạn mình tốn rất là nhiều thời gian. Và mình biết cái cách mình làm như thế nào á, thì mình có chỉ các bạn cũng không làm được. Tại vì mỗi người có cái cách riêng cái này là cái giống như là cái kinh nghiệm thôi nha thì các bạn nó trắng ra các bạn tốn vài ngày để tự xem thông tin và tìm hiểu mà, mà nếu như các bạn xem cái thông tin mà hữu ích á các bạn là phải tìm đúng nơi đúng chỗ và biết cái thông tin nào nên xem và biết cái thông tin nào là đáng tin cậy để tiếp tục tiếp tục follow đi vào sâu hơn để tìm hiểu hơn chứ không phải cái thông tin nào cũng xem được cũng có cái giá trị hết cái đó là một cái điều khó có thể các bạn xem ngày hai ngày là tìm ra được cái thông tin các bạn cần tìm còn không các bạn có thể tìm một tuần hai tuần nó cũng không ra được tại vì các bạn không có nhận biết được cái thông tin nào hữu thực và cái thông tin nào hư thực nếu các bạn xem cái thông tin hữu thực thì các bạn sẽ uh, ok còn nếu các bạn không phân biệt được hữu thực với lại uh, uh, vô thực á, thì uh, nó hai cái nó khác nhau các bạn xem nhầm cái không có tính chất tốt các bạn cứ nghĩ đó là cái đúng thì các bạn sẽ làm sai mà trong khi các bạn biết các bạn sai thì trễ rồi hay là các bạn có thể xem lại cái không đúng các bạn vào xem nữa bắt bạn xem hai tuần mới xem ra được cái thông tin đó là chính thì lúc đó thị trường nó đã thay đổi rồi ok thôi video mình ngừng tại đây nha mọi người nha lại ba chục phút nữa rồi mình cố gắng lắm mà mình không thể nào mà dừng À Giống như dừng lại để không có giải thích các bạn được Không giải thích các bạn không thể nào hiểu được Nha Thôi mình xin dừng tại đây nha Chào mọi người, cảm ơn mọi người nha